Chào các anh chị, các bạn. Xin chào các chủ shop, các chủ spa, các chủ thẩm mỹ viện và những người đang làm kinh doanh mỹ phẩm. Tôi thì xin phép được chia sẻ cái video bài học đầu tiên, đó là một số những cái khó khăn, một số những cái thử thách hay là trong marketing người ta gọi là nỗi đau mà các chủ spa hoặc là những người kinh doanh mỹ phẩm có thể hoặc là thường xuyên gặp phải. Thứ nhất đó là tình trạng cạnh tranh gay gắt, đúng không ạ? Mỹ phẩm thì bây giờ nhan nhản hàng nghìn hàng vạn hãng. Spa thì cứ mở ra các cái spa cỏ mở ra khoảng 20-30 triệu là đã mở được một cái spa rồi. Nhân viên thì vừa mới làm hơi cứng cứng một tí là ra mở spa ngay bên cạnh để cạnh tranh. Rồi các cái vấn đề về marketing thì mình là dân kỹ thuật, mình là người đầu tư, mình lại không biết gì về marketing nhiều. Mà ngày nay thì marketing lại là chiếm vai trò rất là quan trọng. Đấy. Rồi các vấn đề về tìm kiếm khách hàng, là bán buôn, bán lẻ, các cái đại lý, rồi thì những người tiêu dùng, khách hàng online, khách hàng offline, chúng ta cũng không dành về các cái phương pháp bán hàng. Rồi chúng ta cũng không có tiền, cũng không có công sức để xây dựng thương hiệu, vân vân. Có rất nhiều các vấn đề mà chúng ta có thể bàn bạc, trao đổi trong cái bài này. Đó gọi là, tôi gọi nó là những cái vấn đề thách thức, khó khăn mà các cái chủ kinh doanh spa thẩm mỹ có thể gặp phải. Và một số những cái vấn đề về kỹ thuật. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cạnh tranh thì ngày càng lớn, đối thủ thì ngày càng nhiều. Liên tục có những cái thương hiệu mở ra, có các cái spa mở ra, rồi các cái mỹ phẩm đến chào rất nhiều. Tình trạng thì thật giả thì lẫn lộn. Người có chất lượng, người không có chất lượng. Người có sản phẩm uy tín, người không có sản phẩm uy tín, nhưng mà ai cũng quảng cáo là nhà mình rất là uy tín, nhà mình rất là chất lượng, thế này thế kia vân vân. Thì như vậy là nó có cái tình trạng khiến cho là khách hàng không biết tin vào ai. Những người mà làm thật thì lại cảm thấy rất là bức bối, không có khách hàng rồi thì không tiếp cận được khách hàng. Còn những người mà làm giả, làm láo thì lại quảng cáo rất mạnh mẽ. Đấy, tôi cũng có một bạn tìm đến tôi thì bạn ấy mở cái nha khoa. Thế bạn mở cái nha khoa nhưng bản thân bạn ấy không phải là nha sĩ. Đấy, bạn chỉ là một chủ đầu tư thôi. Đấy, bạn bảo là em dùng một cái giấy phép của gia đình, của người quen. Đấy, em mở chứ thực ra thì em cũng có biết gì đâu. Em quản lý, em thuê người về làm. Đấy. Rồi thì bạn ấy thì mặt mũi thì sửa hết. Nói chung là với cái kinh nghiệm của tôi, với cái quan điểm của tôi thì tôi không thích những cái sửa chữa như vậy. Thực sự là nhìn trông rất là kinh khủng. Thế nhưng mà với nhiều người nhìn thì lại thấy rất là đẹp. Bạn ấy sửa quá đà, mũi như mũi phù thủy. Rồi thì cằm thì như là cái nhọn hoắt. Xong rồi môi thì như môi Mazda, trông kinh khủng luôn. Nhưng mà bạn ấy mở... làm răng sứ, trồng răng, mài răng, đúng không ạ? Làm bất chấp để mà có cái doanh thu. Ví dụ như là nhất là cái cách thức mà mài để tạo ra một cái sản phẩm trông thì có vẻ đẹp nhưng mà về mặt lâu dài thì là rất là không tốt cho khách hàng. Thế nhưng mà cứ đè người ta ra làm 10 cái, 20 cái răng, sau đó là thu người ta 100, 200 triệu. Ý tôi muốn nói là cái hiện tượng thật giả lẫn lộn trong ngành này quá kinh khủng. Thậm chí là những người mà không có tay nghề là bác sĩ chuyên môn, thế nhưng mà cũng sửa mí, sửa mũi, sửa môi, rồi tiêm filler, rồi thì bán mỹ phẩm kem trộn. Thế rồi thì rất nhiều những cái sản phẩm là kem trộn của Việt Nam, kem trộn của Trung Quốc, kem trộn của Thái Lan, mang về dán mác là thương hiệu Made in Việt Nam, rồi thì công thức của Hàn Quốc ABC, rồi cũng quay phim chụp ảnh ở các nhà máy, rồi cũng làm hội thảo như đúng rồi. Thế thì cái hiện tượng đấy tôi gọi nó là cái hiện tượng là cạnh tranh thì ngày càng lớn và thật giả lẫn lộn, tôn hình giả, giả hình tôn, chất lượng thì cũng hết sức là đa dạng và có nhiều những cái vấn đề cần phải cảnh báo. Bởi vì là sản phẩm, nhất là mỹ phẩm và spa thì mọi người dùng nguyên liệu không tốt, đúng không ạ? Nó tàn phá cái làn da rồi nó làm cho người ta trông đẹp, trông bóng thế thôi, nhưng
thực ra là cơ thể có thể sẽ gặp phải các cái vấn đề về da rồi về bên trong cũng có thể, rồi thì những cái tổn thương trong dài hạn chúng ta không biết trước được. Bây giờ chúng ta mới chỉ nhìn thấy là trông nó trắng trẻo, trông nó thế này thế kia một chút. Đấy. Cạnh tranh các cái tuyến phố mà mở các cái spa ra đấy, tôi search ở trên mạng ra rất là nhiều, rất là nhiều. Vâng. Thế thì giải pháp ở đây là chúng ta phải làm thật, ăn thật, chúng ta phải có quy trình, quy chuẩn, chúng ta phải có chứng từ, chúng ta phải có chất lượng, phải có cam kết chất lượng. Đấy, và mình làm hài lòng từng đại lý, từng khách hàng một và chăm sóc khách hàng tốt. Đấy, sử dụng các cái nguyên liệu, sử dụng các cái sản phẩm đắt cũng được nhưng mà nó phải giải quyết được vấn đề và nó phải có cái tác dụng tích cực trong điều trị, trong trong sửa chữa, rồi nó cũng phải có những cái công dụng về mặt dài hạn, đặc biệt là không được gây hại cho cơ thể con người. Hiện nay thì thị trường có rất nhiều các sản phẩm mỹ phẩm và các cái dịch vụ spa làm bất chấp, đúng không ạ? Máy móc thì đều, nguyên liệu thì đều, kem thì trộn, thế nhưng mà vẫn cứ quảng cáo là công nghệ này công nghệ kia, rồi liên tục tung ra thị trường, rồi thậm chí là chơi những cái chiến lược ve sầu thoát xác, chết một cái thương hiệu cái là lại đập đi lại làm lại. Quá nhiều những cái thương hiệu mỹ phẩm, các boss mỹ phẩm đã chết hoặc là bị bóc phốt, báo chí bóc phốt vì làm bán sản phẩm hết nguyên liệu thế này thế kia. Chúng ta cần phải cạnh tranh với đối thủ bằng những sản phẩm chất lượng, sản phẩm mỹ phẩm chất lượng, nha, sản phẩm thực sự tốt. Rồi thì bằng dịch vụ chất lượng, dịch vụ khiến khách hàng hài lòng, tăng được trải nghiệm, đúng không? Đấy, rồi ví dụ như là chúng ta có sản phẩm dùng độc quyền và hiệu quả này, dịch vụ của chúng ta làm là quy trình chuẩn này, công nghệ máy móc là dùng những cái loại công nghệ máy móc mới nhất này, thiết bị là kết hợp với này những cái kỹ thuật nào đó, chuyển giao những cái kỹ thuật khó khăn, những cái kỹ thuật mà mình phải học nhiều mới có thể đạt được, mình phải nâng cao. Hôm vừa rồi cách đây khoảng một tuần thì có một bạn học viên của tôi cũng có một cái công nghệ spa của Hàn Quốc, nó có một cái máy bắn 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 bắn, tức là nó chỉ bắn một cái lực rất mạnh để nó tiêm cái nó thẩm thấu qua da một cái tinh chất vào và nói rằng sẽ giúp giảm được béo, sẽ giúp mà giảm được đau, giảm được viêm. Thì tôi bảo là bây giờ nếu mà cái sản phẩm công nghệ như thế thì mình phải phải kiểm tra, mình phải xem giấy tờ, mình phải thực hiện trên nhiều người xem có đúng như thế không, đo lường rất là nghiêm túc thì mình mới triển khai. Còn nếu không ấy, mình triển khai và sau đấy thì nó mệt mỏi và đến lúc nó không hiệu quả thì bao nhiêu công sức của mình cũng sẽ biến mất. Đấy, rồi mình có lợi thế về tài chính hay không, mình có lợi thế về sắc đẹp hay không, mình có lợi thế về kênh bán hàng hay không, đấy, kiểu kiểu như vậy. Mình có lợi thế về đội ngũ marketing hay không, và chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta dùng cái sản phẩm gì, dùng cái dịch vụ gì, dùng cái thế mạnh gì để cạnh tranh bây giờ. Nếu mà chưa có những cái điều đấy thì chúng ta cần phải tập trung vào những điều đấy trước đã, đúng không ạ? Tiếp theo đó là những cái nỗi đau, những cái thách thức, đó là chúng ta đau đầu về nhân viên, đúng không? Ví dụ như là nhân viên thì cứ cứng một chút thì lại ra mở riêng, rồi đem theo khách hàng đi, rồi bán khách. Có nhân viên thì lại không biết làm hoặc là làm không tốt, nhân viên làm tốt thì lại đòi lương cao. Đấy, rồi có nhân viên nhưng mà vẫn phải hò hét hoặc là không biết quản lý nhân viên, rồi nhân viên qua mặt mình, nhân viên lừa dối mình, hoặc là không tìm được nhân viên phù hợp với mô hình của mình, không đào tạo được nhân viên, không triển khai được các cái phương pháp mà tuyển dụng cũng như là tìm kiếm nhân viên. Đấy. Ngày trước tôi có làm cho một cái đơn vị mỹ phẩm, tôi không nêu tên. Thế thì bạn ấy yêu cầu là bây giờ anh phải tuyển cho em 50 người và tuổi là phải từ 25 tuổi trở lên, bởi vì bạn nói là tuổi thấp hơn thì những người này chưa có ý thức về nghề nghiệp. Thì tôi cũng thấy là cái quan điểm lựa chọn người như thế đúng. 25 trở lên thì mới bán được hàng, mới 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 khô máu, mới muốn kiếm tiền nhiều. Thế nhưng mà lương thì lại chỉ trả cho người ta có 4-5 triệu thôi, lương cứng,
xong rồi đòi KPI bán hàng, tức là chỉ số bán hàng là phải cao, phải trên bao nhiêu chục triệu đấy, mỗi ngày mỗi tháng phải bán được bao nhiêu bộ sản phẩm đấy. Thế thì tôi bảo là bây giờ tuyển lương mà tầm 4-5 triệu mà yêu cầu như thế thì rất là khó tuyển, bởi vì trên 25 tuổi rồi người ta sẽ muốn nhận lương khoảng 10 triệu thì mình sẽ dễ tuyển hơn. Thế là bằng chứng là tôi đăng tuyển rồi, tôi tìm rồi, tôi chạy quảng cáo rồi, đủ thứ trên đời tôi chẳng tìm được ai. Thế rồi tìm được một số hồ sơ thì gửi đến thì nhân viên trò chuyện, nhân viên tư vấn đều kêu là gọi điện rất khó, rồi hẹn hò rất khó chịu, rồi vân vân. Đấy, thế thì nó khiến cho cái việc là tuyển dụng nhân sự đã khó, đào tạo nhân sự đã khó, giữ nhân sự đã khó. Nhân sự giỏi thì lại muốn mở riêng. Đấy, rồi thì nhân sự giỏi thì lại muốn lương cao. Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là cũng rất là đau đầu. Vâng, thế thì giải pháp là gì, đúng không? Giải pháp là chúng ta phải có sản phẩm tốt, tức là chúng ta bớt phụ thuộc vào nhân sự. Sản phẩm tốt thì thầy Phan Anh hiện nay đang cộng tác với một số công ty của Nhật Bản có những cái sản phẩm made in Japan nha, 100% made in Japan, tại những cái nhà máy có hơn 100 năm thương hiệu, và sản phẩm rất là chất lượng, dùng có hiệu quả thực sự, và có giấy phép, có hóa đơn đỏ đàng hoàng, xuất hóa đơn đỏ, có giấy phép lưu hành, có giấy công bố, tất cả mọi thứ rất chuẩn mực. Thế nên là các bạn cần phải tìm được sản phẩm tốt, hoặc là các bạn phải có máy cao cấp, máy xịn, để làm gì, để nó giảm bớt cái sự phụ thuộc vào con người đi. Và các dịch vụ của chúng ta thì chúng ta quy trình hóa, chuẩn hóa quy trình. Đấy, hoặc là chúng ta có thể cho nhân viên cổ phần ăn theo doanh số của công ty, thưởng theo doanh số. Đấy, quản lý nhân sự bằng khoa học, bằng phần mềm, nhưng mà cũng bằng cả tình cảm và thu phục nhân tâm nữa. Thì nếu mà chúng ta quản lý tốt thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để người ta làm việc với mình lâu, gắn bó với mình lâu. Còn không thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái tình trạng tương tự. Đấy là về nhân viên, đúng không? Thứ ba nữa là về marketing và cái hoạt động tìm kiếm khách hàng. Thế thì hầu hết các cái chủ spa, những người kinh doanh mỹ phẩm làm salon ấy thì hiện nay là đều gặp phải một số vấn đề. Đấy là một là không biết sử dụng các nền tảng này một cách hiệu quả, không biết chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo thường bị chết, thường bị vô hiệu, giá thầu đắt, giá thầu tin nhắn rất đắt. Đấy. Mục tiêu của mình là muốn có nhiều khách hàng, muốn tìm được thêm những khách hàng mới, muốn tăng được doanh số. Đấy. Nhưng mà lại không đổi mới sản phẩm, không cập nhật sản phẩm, không nâng cao yếu tố về công nghệ. Đấy. Thì việc tìm kiếm khách hàng ngày càng trở nên khó khăn và đắt đỏ. Đấy. Hoặc là các cái vấn đề về giữ chân khách hàng, khách hàng không hài lòng, khách hàng không sử dụng sản phẩm dịch vụ, khách hàng không bán được sản phẩm, nên là sản phẩm nó cứ chạy lòng vòng trong hệ thống, nên là sản thương hiệu chết, hoặc là khách hàng phá giá sản phẩm. Thí dụ như là mình nhập, mình cho người ta chiết khấu 50 60%, nhưng đến khi người ta không bán được thì người ta lại giảm giá, người ta lại phá giá, và nó dẫn tới tình trạng là bị vỡ hệ thống, về mất định vị thương hiệu và gây ra những cái sự bất bình trong giới tiêu dùng và mất lòng tin đối với sản phẩm và thương hiệu. Khách hàng thì ngày thì chửi bới, chửi rủa rồi bóc phốt các spa thẩm mỹ viện và các cái sản phẩm mỹ phẩm không hiệu quả như lời quảng cáo. Chúng ta quảng cáo quá mạnh, quảng cáo sai sự thật quá nhiều. Đấy, thì đấy là những cái vấn đề với khách hàng hiện tại. Khách hàng mới thì tìm khó, đắt, chi phí quảng cáo thì vô cùng đắt. Chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào Facebook, vào Google, vào Zalo, vào TikTok, mà chúng ta không duy trì mối quan hệ đủ tốt với khách hàng. Khách hàng biến mất thì chúng ta cũng không hề biết. Quá trình làm thế nào để cho khách hàng hiện tại hài lòng bây giờ thì chúng ta phải sử dụng sản phẩm tốt, sử dụng máy tốt, dịch vụ tốt, thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng tốt, lời nói phải đi đôi với hành động, cam kết phải đi đôi với kết quả. Ví dụ như chị nám thì phải hết nám, đúng không? Chị mụn thì phải hết mụn, rồi thì chị thâm thì phải hết thâm, rồi thì chúng ta liên tục tìm được những cái giải pháp sản phẩm tốt hơn để chúng ta thu hút khách hàng. Rồi làm sao để khách hàng quay trở lại? Thì hiện nay vấn đề là có rất nhiều chủ shop,
mỹ phẩm, những cái nhà kinh doanh về mỹ phẩm, kinh doanh spa, thẩm mỹ viện thì không biết là khách hàng của mình đã đi đâu, mất khách từ bao giờ không biết, vì không quản lý nổi, và không biết làm thế nào để khách hàng quay trở lại. Rồi khách hàng thì liên tục có phản hồi cũng như là feedback xấu, rồi kiện cáo, bóc phốt đủ thứ ở trên Facebook, trên các cái nền tảng khác nhau. Đấy. Vậy thì giải pháp là gì? Giải pháp là chúng ta phải sử dụng các phần mềm chăm sóc khách hàng, có nhân viên chăm sóc khách hàng, kiểm soát sản phẩm tốt, kiểm soát từng mã sản phẩm, kiểm soát từng giá bán, và chúng ta sẽ động viên để cho các cái đại lý, các khách hàng của chúng ta bán đúng giá, không bán phá giá, không vì một cái lợi nhuận xấu mà chúng ta bỏ đi cái uy tín thương hiệu, và cũng liên tục đổi mới, cập nhật sản phẩm. Bởi vì có rất nhiều sản phẩm, nhất là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ấy, thì thời gian đầu sử dụng nó sẽ tốt, nó sẽ cải thiện đáng kể, nhưng sau một thời gian sử dụng thì bắt đầu nó sẽ dừng lại, nó không thấy tốt nữa, thì mình phải đổi mới, bởi vì cơ thể nó quen với cái sản phẩm đó rồi. Và muốn khách hàng quay trở lại thì khách hàng phải hài lòng, khách hàng phải yêu thích cái sản phẩm và thương hiệu. Đấy, tiếp tục. Chúng ta cũng có thể bán thêm các sản phẩm khác bằng cách upsell, cross sell, bán thêm, bán chéo. Vâng, muốn bán thêm được nhiều sản phẩm dịch vụ khác thì phải tăng doanh số trên đầu của từng khách hàng bằng cách là bán thêm sản phẩm. Vậy thì phải hiểu khách hàng và bán thêm cho nó phù hợp. Dịch vụ chính thì phải làm tốt và làm cho khách hàng hài lòng. Kỹ năng tư vấn và nhận diện được cái nhu cầu, nhận diện được những cái nhu cầu mới, hoặc là đánh sâu vào nỗi đau, nỗi sợ hãi, sự sung sướng của họ để tìm ra được cái khoảng trống về nhu cầu, thì mình sẽ cung cấp cho họ cái điều đó. Thiết kế liệu trình để bán thêm sản phẩm cho khách hàng, nhưng mà phải phù hợp nhé. Đừng bán thêm theo kiểu là cố gắng nhồi nhét mà khách hàng không phù hợp, không yêu cầu, không cần thiết, thì như vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hoạt động của chúng ta. Bán đúng giá, bán đúng sản phẩm, bán đúng nhu cầu nhá. Vâng, đấy là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm. Ok, vâng, chúng ta tạm hẹn gặp nhau trong video bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.